đến 2:40 là chính thể của Đài Loan. Logo của nó, logo Ibico chữ nó mập hơn nha, chứ không phải ốm, sắc nét hơn, đẹp hơn. Sắc sảo hơn. Mai bắt đầu được phá ra một xíu rồi. Bữa trưa nó mang dài lâu. Dạ. Mới nó mang dài lâu. Bữa đi quá luôn. Hồi nãy giờ mấy cái rồi. Sáng bóng đẹp chiếu chiếu. Kẹp đây cho thép. Khẩu thần tháo là nguyên đai nguyên kỹ nha chị. Cái này cũng vậy, nguyên đai nguyên kỹ luôn. Nguyên đai nguyên kỹ. Còn đóng. Thank you.